ơi anh em nha. À hello hello. Hello tất cả mọi người nha. Kêu anh em chữ nữa. Kêu anh em các bạn dù anh em chữ. Cũng được chữ đúng không? Anh em kêu mọi người nè. Đó, mọi người thấy không? Mọi người thấy đây không? Đó, ở trong đây là đã có một ly trà sữa, một bị oxy và 400k nè mọi người. Đấy. Đây 400k. Đấy, mọi người thấy không? Đó. Thì hôm nay là mọi người hiểu mình rồi đúng không? Bình thường à mọi người đúng không? Mọi người đi tán gái mà mọi người rủ con gái nhà người ta uống trà sữa ấy. Mấy giờ 15 đóng đi. Đúng đúng. Đúng, hợp lý. Cho nên là quá lực. Lục, xin lỗi mọi người nha. Đó, ví dụ mấy ông mà có tuổi tôi, mấy ông thường rủ con gái nhà người ta đâu. Nếu trà sữa lúc nào nó đi là con vợ mình cũng chạy, hồi xưa nó thèm trà sữa cơ lắm mọi người. Mình kêu mình rủ đi cho anh không? Ha. Đúng trà sữa không? Đi đi đi. Chụp cái cô cái gì? Trà sữa, ham tiền nè, ham trà sữa rồi còn ham ham ăn nữa mọi người. Đồ cây cút nghĩ xem cứ được cái con vợ dễ luôn á. Nó vừa xấu vừa bánh bèo thấp chết nó thôi giờ không ăn chè dầu nha mọi người bình thường đúng không. Bây giờ mình sẽ vô cái màn chơi luôn. Bình thường mọi người thấy là giác càng câu là chỉ đi câu ké đúng không mọi người. Hôm nay mình giác càng câu mình đi câu gái luôn. Mình giác càng câu mình sẽ dùng mồi đó là một ly trà sữa đó. Nói chung đây là cái bì mồi nha mọi người. Mình sẽ câu cái con vợ mình nha mọi người đó. Mọi người biết cái độ ham ăn và cái độ ham tiền và cái độ cái độ gì rồi cái độ làm biếng của nó mọi người, cái rồi không làm mà được ăn đồ bùi đồ bùi đúng mọi người đó. Ok mọi người nha, bây giờ mình sẽ vô cái màn chơi luôn nha mọi người, let's go. À mọi người thấy không, mình đã treo ra cái nóc nhà rồi nè mọi người. Bây giờ mình sẽ đặt cái cần câu ở đây xong rồi treo bị mồi lên trong xong rồi mình sẽ bắt đầu thực hiện cái màn chơi này luôn nha mọi người. Bây giờ mình sẽ quay ngược camera lại chở cho mọi người xem cái cần câu mình đặt ở trên đây nha mọi người. À mọi người thấy không, mọi người thấy trong đó có bì oxy với một ly trà sữa với 400k mọi người. Đó, đây nè, đây là cái cần câu máy của mình nè mọi người. Đó, mọi người thấy không, cần câu đây là đỡ mình đi câu ké phải gì mọi người. Bây giờ là mình sẽ đi mình câu con vợ mình luôn nha mọi người. Đồ, mẹ quá hay. Đó, mời mọi người xem tiếp clip này nha mọi người. Ui, ui. Mày nhìn gì mày, nhìn gì mày, nhìn tao gì em bé con bà mày, nhìn tao gì, đi vô hết trời. Mày, tao đang quay clip nha. Đi ghét, đi 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 vô gặp mày em, đi đi. Ai, giờ thực hiện tiếp tục cái màn chơi mọi người ơi. Ok mọi người, bây giờ mình sẽ thực hiện cái màn chơi liền với nhau mọi người, không đỡ mọi người đợi lâu nữa. Đúng, không biết vợ mình, vợ biết phản ứng ra sao biết. Ok mọi người, giờ mời mọi người xem tiếp clip này. Bây giờ mình sẽ đi đặt cái quay nha mọi người. Rồi mình sẽ leo lên cái nếp đó, đỡ mà mình quay cần mà chích chích. Mình leo lên cái nếp đó là mình ngầu ở siêu cái bụng tém nó sẽ không thấm mình đâu nha mọi người. Ok bây giờ sẽ thực hiện các bạn chơi luôn mọi người, không chờ đợi lâu nữa. Huh?
Ủa bảo quay về đây mà. Quay rồi chứ. Đây là quay mà, tôi quay thịt xe đây là bảo uôn keo đây mà. Không. Ừ, trẻ ơi, cho giỡn á, cho anh cho nó. Học 2, được 200 ke, 400 cành, 500 cành, 520 cành, 530 cành. Mệt phải trẻ ơi. Hả, tiền mua đồ đi. Được ơi. Không. Tự tao cho anh có một chút mà. Đôi anh giỡn anh trời. Trời khủng những đi nhà em biết thua là ăn rào. Mà biết thua ta để thao mà kêu tao xuống ở rào chứ mày còn không. Đạp cái chi. Thì chỉ có anh thôi. Không trẻ anh giỡn á luôn. Thì tao bóp mày á. Được không? Không giỡn vậy không? Được không? Giỡn cái trẻ không? Đưa trẻ tao anh chở đi uống đây chở đi ăn mì cây. Được không? Thiệt. Thôi em giỡn đi, từ tối trẻ tiêu cho. Không được đâu, bây giờ trẻ đi. Dạ anh biết sao anh làm video cho em dài không? Sao? Dạ anh biết cái mỏ em đã ham muốn quá. Cho anh cái gì mỏ nó khùng khùng vậy ạ? Làm con khùng. Em biết thừa là anh rào. Mày biết thừa sao mà không kêu ra rào tượng mày đập cái ly trà sữa mất 10.000 bập biểu xì đó mày lụm tiền. Em biết thừa là anh em mày đập vậy á. Mày đập đó mày biết thừa tao rồi nhưng mà mày cố tình mày đập đó mày lụm 4.000 của tao đúng không? Ừ à, thế sao mà? Thôi trả lỡ đi, hồi nãy giờ tao đi trả tiền. Bao nhiêu cho anh mày. Em đây, cao thức em đập nãy giờ muốn chết luôn à? Không trả ơi. Không. Trả ơi, tao anh chở đi ăn mì cây. Tao đi hiểu chắc hôm nay là tao mình đi ăn mì cây nè. Không tưởng tiền của anh, tự đưa em. Bây giờ chị cắt cho mũi đen của anh không được. Không, đưa mệt quá. Không. Quá quá. Đưa đi. Tiền của anh rồi đâu vậy? Giờ có trẻ không? Không. Anh ngu quá. Đáng chịu. Anh ngu đáng chịu. Ngu gì mà ngu, chỉ tiền của ta mà đưa đi. Mệt dư mày. Đập ly trà sữa tan quang tác quét hết nữa chưa? Chu. Ừ, trà sữa này. Chúng mà đòi ngu ngu. Lộn. Chấn mệt rồi, khôn hơn dịch khé. Hè. Ngu thì bự. Bỏ đây đi chứ đâu vậy? Đây đây. Đi rồi. Mệt quá nha, giờ nói em bây giờ trả tiền anh đi. Tấu anh chở em đi ăn trà sữa với anh lão, uống trà sữa với anh lão. Không, không. Thì kia em dự tao, em dặn anh đi. Không có được. Em trả tiền cho anh, trả tiền nè. Mệt quá, đuôi. Không. Sữa thì không có tiền uống nào mà còn đặt vé. Quả giờ trẻ không? Mày đập với ai? Lộn. Không. Mệt ghê nha. Anh giỡn anh cho anh, nãy giờ anh cho anh thôi trẻ anh đi nha. Không được, đây là không được, đây là bù đắp cho nãy giờ của em. Sao mày biến luôn, mày lầm luôn rồi. Đâu đi luôn rồi. Biến luôn rồi. Biến luôn rồi. Cái tiền hả, thấy không à, mọi người thấy không, giỡn mày không. Cái cô cái này nó ham tiền, nó ham ăn, ham uống ghê lắm mọi người. Bực cái mình ghê chứ tự nhiên không mất 400 mấy 500 ngàn. Bực mình ghê. Thôi bye bye tất cả mọi người nha. Mọi người có mấy thằng coi nào hay hơn mọi người cho mình xin một bình luận mỗi kiếm mình dưới để mình làm theo mọi người. Ok bye bye tất cả mọi người nha.